Ok, xin mời Trung. Dạ em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang trên diễn đàn. Thì Hợp tác vân vân và mây mây. Nó giống như cái câu chuyện mọi người nhớ cái đợt mà đợt lũ năm 2020 thì phải đúng không ạ? 2020 và cái đợt dịch bùng lên ở thành phố Hồ Chí Minh cách đây vài tháng không ạ? Đó. Ảnh hưởng nhất là gì? Vẫn là người dân. Nhưng mà cái độ đê hèn của những phần chống phá bên kia là gì? Lại kêu gào không nên gửi tiền về quyên góp, không ủng hộ. Và họ bày tỏ rõ cái quan điểm của họ luôn, mục đích, ý đồ đê hèn của họ luôn. Đó là gì? Việt Nam đang dịch bệnh, mọi người đừng có gửi tiền về nữa. À, dịch càng nhiều càng tốt, chết càng nhiều càng tốt. Có như vậy thì cộng sản mới sụp đổ. Người thấy khốn nạn không? Họ rõ ràng luôn, họ bày tỏ rõ ràng luôn. Rồi tiếp theo những câu chuyện như chúng ta chủ đề hôm nay chúng ta cùng chia sẻ thì giống như Trung nói đó, ảnh hưởng đầu tiên là ai? Có phải là người dân không? Bây giờ thực quan nói ví dụ nha, ví dụ đi Nhật Bản hiện tại bây giờ đang là 10 công ty đang đầu tư ở Việt Nam đúng mà, thì chúng ta có thể cho rằng là 10 công ty đó thì có nôm na thôi, chúng ta ví dụ con số gọi là tượng trưng thôi là có 1.000 công nhân trong 10 công ty đó đúng không? Chia đều ra đi, à, là mỗi công ty là một trăm đúng không? Thì bây giờ mọi người cứ thử hình dung 10 công ty đó mà chỉ cần hai công ty Nhật Bản họ rút về họ không làm nữa thì đồng nghĩa với câu chuyện là gì? Là 200 công nhân không có việc làm. Mà 200 công nhân không có việc làm thì có phải là 200 gia đình bị thiếu hụt nguồn kinh tế gọi là đang đang nuôi cho gia đình không? Và nếu câu chuyện đó nhân rộng ra là gì? Giống như anh Thượng Nhất comment câu đó, dân đó sinh loạn. Đó. Rõ ràng thôi à. Là qua những câu chuyện như vậy thì chúng ta mới thấy được cái bản chất và cái ý đồ đen tối của những thành phần này. Cái mục đích cuối cùng của họ là gì? Họ cứ bảo là chiêu bài là chống cộng sản, ghét cộng sản. Nhưng mà mọi người nghĩ xem, chống chỗ nào, ghét chỗ nào. Và nếu điều gì xảy ra đó thì quay đi quay lại chỉ thưa quan nói rồi, chỉ có người dân là khổ, chỉ có người dân và lầm than thôi, bần cùng sinh đạo tặc mà. Và cái đó là cái đích đến cuối cùng của những tổ chức này và những quan thầy của bọn chúng. Cho nên tại sao mọi người nên hiểu cho thơ quan, trên những cái trang của thơ quan hoặc là cái nick cá nhân thơ quan đăng những cái câu những chữ á, thì có thể có nhiều người cho rằng là thơ quan quá cực cực đoan đúng không ạ? Thí dụ thơ quan dùng từ là que nô hay là bắt que tay sai gì đó. Nhưng mà chúng ta nhìn thực chất vấn đề thì chúng ta thấy điều đó nó hoàn toàn đúng với bản chất của họ. Mọi người thấy rõ à? Họ không có tính chính danh. Họ không đứng đại diện cho bất cứ một cá nhân hay một cái con người nào hay tổ chức nào ở Việt Nam cả. Và họ chỉ phục vụ lợi ích cho ai, giống như nãy Trung chia sẻ đó, những gì mà liên quan tới nước Mỹ và đồng minh đó, thì họ im lặng, giả điếc, giả mù, không thấy, không nghe. Như câu chuyện mà Thổ Nhĩ Kỳ vào Iraq và câu chuyện của Nga và Ukraine. Mọi người thấy rõ không ạ? Thì như vậy xin nói mọi người, họ có phải là những thành phần nô bộc và những thành phần tay sai không? Tức là chủ điều khiển họ như thế nào thì họ làm theo như thế thôi. Chứ họ hoàn toàn không có khái niệm hai chữ đồng bào ở trong này. Thưa quan có vài lần thưa quan đăng những bài viết, thưa quan nói khẳng định ngay và luôn, những thành phần như họ, mọi người đừng bao giờ mong họ có khái niệm hai chữ đồng bào trong cái đầu óc họ, cái tư tưởng của họ cả. Ngay cả cộng đồng của họ, những người đã từng khó khăn hay như thế nào đó sinh sống với họ ở bên những nước sở tại đó, gặp điều này gặp điều kia đó, họ còn không giúp đỡ được đồng bào cái gì. Như điển hình cái đợt dịch mà cũng bùng ở nước Mỹ đó, là một cái ông gì cựu đại úy Việt Nam Cộng Hòa đó, tên gì Nhơn hay Nhân gì đó, đó khi bị vướng vào dịch Covid mà chết á, thì vợ ông ta không có tiền
để mang cho cốt ông ta về thờ phượng. Lục ra tài khoản của ông ta chỉ còn bao nhiêu? Còn đúng 76 USD, tức là 76 đô la. Thấy không? Vậy đó, những cái tổ chức như Human Rights, vân vân và mây mang tiếng gọi là nhân quyền dân chủ á, nhân quyền phi chính phủ vân vân mây, tất cả các tổ chức á, có một tổ chức nào đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cho gia đình của chính cái người mà là gọi là phe của họ hay không? Đừng nói mà vấn đề mà cái điều đó khó khăn đối với những người dân bên kia nha mọi người, đúng công nhận không? Thưa quan nói ví dụ những người dân ở bên đó, ví dụ tại nước Mỹ đi, hay cộng đồng người Việt ở Cali đi, chỉ cần mỗi người chích ra 2 đô la thôi là cũng đủ số tiền cho gia đình cái người cụ lính đại úy Việt Nam Cộng Hòa đó đó, họ họ trả tiền cho nhà tang lễ để lấy cho cốt của ông ta về để thờ phượng, đúng không ạ? Vậy những thành phần đó đó, những tổ chức đó đó, có ai đã kêu gọi làm được những điều đơn giản như vậy hay không? Một việc rất là nhỏ và rất là dễ làm mà họ còn không làm, mà họ cứ cách nhau nửa vòng cái đất, mang trong lòng cái sự thức quan nghĩ cũng chẳng có hận thù gì nữa đâu, chỉ là thành phần gọi là nô bộc tay sai chủ bảo sao làm vậy, rõ ràng là như vậy. Họ không có khái niệm vào đó, cho nên cái chủ đề hôm nay tôi quan muốn muốn mở ra để mọi người có nhiều thêm góc nhìn nữa. Trước giờ chúng ta cứ bị cuốn theo cái luận điểm của họ, đó là gì à, khi họ mà phát biểu họ áp đặt, họ chê bai Việt Nam không có nhân quyền, dân chủ nhân quyền, chúng ta cứ phản biện lại, ơ đây nè dẫn chứng ra Việt Nam thế này, Việt Nam có cái kia. Thực ra là Việt Nam thừa dân quyền, thừa dân chủ, chúng ta không cần thiết phải chứng minh với thành phần như những loại như thế này nữa, mà chúng ta phải vạch trần ra cái bản chất, cái mục đích, cái ý đồ xấu xa của cái thành phần này đó là gì, đích đến cuối cùng của họ đó là gì. Nói một câu chính, nói một câu gọi là cho nó chuẩn luôn á, mà chúng ta thường nói ở ngoài xã hội á, nhìn là biết, nói một cái là ngay tim đen vậy thôi. Đó mục đích của cơ quan trong cái chủ đề này hôm nay đó là như thế. Và trước khi Trung xuống thì xin không biết Trung có muốn phát biểu gì thêm về cái vấn đề này hay không. Rất mong mọi người, anh đồng ý với Trung á, rất mong mọi người khi chúng ta tham gia cái mạng xã hội và đặc biệt với cái mạng này thì chúng ta phải nên cực kỳ tỉnh táo trước khi chúng ta đưa ra một cái nhận định gì nó mang cái tính gọi là hơi hơi chủ quan cá nhân của chúng ta chút đó, thì mọi người phải nên tìm hiểu kỹ, tìm hiểu kỹ nha, đừng 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 làm theo cảm tính, đừng làm theo cảm tính thì nó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm trước tiên là gì, cho nghe bản thân mọi người cái đã, bởi vì nếu chúng ta nói sai ha, sai mà mức độ sai nó như thế nào nữa, thì nó ảnh hưởng ngay ngay chúng ta đầu tiên đó, vậy thôi. Xin mời Chung. Dạ thì qua cái vấn đề mà anh vừa gợi mở thêm á, thì em chia sẻ thêm một chút. Thì chúng ta biết thôi, có nghĩa là cái đầu tiên mà chúng ta muốn khẳng định đó là lãnh đạo Đảng nhà nước chúng ta đó thì cũng coi những người Việt Nam ở nước ngoài là gọi là những người gốc Việt đó, là hay nói một cái câu từ đó là gì? Khúc ruột ngàn dặm, đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhà nước chúng ta, lãnh đạo Đảng nhà nước chúng ta cũng không coi những người đó là kẻ thù như trước đây. Và ngay sau cái giải phóng 30/4 năm 1975, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã khẳng định cái điều này rồi, đúng không ạ? Chúng ta không còn gì để mà khúc mắc trong quá khứ. Và ngay cả nguyên ông Nguyễn Cao Kỳ đó, ông cũng đã nói rất rõ rồi, đúng không ạ? Chúng đất nước chúng ta cũng không mất cho Tây, cho Tàu hay là cho một cái quốc gia nào khác. Thế thì bên phía các ông ấy thì các ông cũng muốn là giải phóng, mà bên phía cách mạng Việt Nam cũng muốn giải phóng, thì bây giờ các anh ở bên kia các anh đã làm được rồi thì điều đó chúng ta phải đáng mừng, phải hoan nghênh chứ. Tại sao các anh lại gây chia rẽ hận thù, đúng không ạ? Thì cái điều này chúng ta có thể cảm nhận được là một số ít những cái thành phần chống phá ở nước ngoài các nước ấy, thì người ta vẫn ra rả, người ta nói về Việt Nam thôi,
chứ không phải là tất cả. Chúng ta hiểu là những thành phần này thì nó thuộc về mặt nó ăn sâu vào mặt tư tưởng rồi, tư duy của người ta hàng ngày, người ta cũng chỉ nghĩ ra cái cách để người ta nói xấu Việt Nam thôi. Thì cái đầu tiên chúng ta lên á, thì dĩ nhiên những cái đối tượng này nó không đại diện cho một tổ chức hay một quốc gia nào cả, thì chúng ta cũng không phải có trách nhiệm phải chứng minh cho nó là ở Việt Nam phải thế này hay như thế kia, mà chúng ta nói rõ luôn là ở ngay quốc gia đó nó có vấn đề đó, các anh đã can thiệp được chưa, các anh đã giải quyết được chưa, đó là nơi các anh đang sống, là các anh là công dân của quốc gia đó, và các anh luôn so sánh với Việt Nam, thế thì quốc gia các anh đã hơn chưa, và hơn về cái gì, về góc độ nhân quyền, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể trao đổi nó một cách nó thẳng thắn và rõ ràng thôi. Nhưng mà chúng ta cảm nhận được một điều đó là gì, đó là những cái đối tượng này đó khi lên trên mạng xã hội á, thì chúng không từ bất cứ một cái vấn đề gì cả, vấn đề nào chúng cũng nói xấu về Việt Nam hết, và chúng sẽ lôi hết là gì, các lãnh đạo đảng nhà nước ra, chúng bôi xấu, chúng đưa ra những cái thông tin không có thực, lúc nào chúng cũng đưa ra những cái thông tin là tuyệt mật với lại tối mật. Thử hỏi tuyệt mật với tối mật thì làm sao mà bọn chúng biết được, trong khi công dân chúng ta ở trong nước chúng ta còn chưa nắm được, đúng không ạ? Cái mà đã là thông tin tuyệt mật rồi thì thậm chí cả một quốc gia này đối với quốc gia kia, cái hệ thống mà chúng ta có nói thẳng luôn, đó là cái hệ thống tình báo á, giỏi như thế người ta còn chưa biết được, thì những cái thành phần đấy nó biết cái gì? Đó, nó chả biết cái gì cả, nhưng mà nó vẽ ra để gì? Nó lôi kéo dư luận, nó tạo ra một cái mà có nghĩa là cái vấn đề mà giống như kiểu chúng ta cảm thấy là khi chúng ta tò mò đó, thì nhiều người sẽ vào tìm hiểu. Thế thì trong đó chúng ta phải phân định được cái nào là đúng, cái nào là sai, cái điều đó rất quan trọng. Chúng ta chỉ cần nhận định thôi, các đối tượng nó nói là vấn đề tuyệt mật, thì chúng ta đặt ra một câu hỏi tại sao tuyệt mật mà nó ở bên Mỹ nó lại biết, thì chúng ta có thể hiểu được cái vấn đề đó, nó nói là có thực hay không có thực thôi, chứ không có gì là khó cả. Thế nhưng mà chúng ta không tỉnh táo thì chúng ta sẽ dễ bị dẫn dắt, và thậm chí chúng ta coi đó là thật, đúng không ạ? Cái điều này cũng rất là nguy hiểm, cho nên là em có cái lời khuyên sau cùng là chúng ta nên khách quan là như thế. Còn cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta tìm hiểu một chút, đó là chúng ta cũng rất chia sẻ, rất là cảm ơn những đồng bào Việt Nam chúng ta ở nước ngoài đã quan tâm đến những vấn đề ở trong nước, những người dân ở trong nước, và người ta cũng có những cái đóng góp ít nhiều đối với cái việc mà ví dụ chúng ta xảy ra hỏa hoạn thiên tai, thì cái điều đó chúng ta hết sức là trân quý, đó là tình cảm mà có thể nói là truyền thống đạo đức văn hóa nhân văn của người Việt Nam từ xưa đến nay, cái điều đó chúng ta hết sức trân trọng, chứ không có vấn đề gì cả. Đó là cái vấn đề mà thứ hai em muốn chia sẻ. Cái vấn đề thứ ba đó là gì, chúng ta nhìn lại một chút đi, có những cái đối tượng nào nó chống phá nó gửi tiền về cho nhà nước không? Không. Có đối tượng nào nó gửi tiền về cho những cái người mà không liên quan, hoặc là bọn chúng không lợi dụng được không? Chắc chắn không bao giờ có. Thế thì chúng gửi tiền cho ai? Đầu tiên là gửi tiền cho người thân, đúng không ạ? Thứ hai là gửi tiền cho các cái cá nhân hay là những cái thành phần chống phá để nó lấy cái tiền đó nó mồi chài, nó dụ dỗ. Chứ còn ngoài ra thì bọn chúng cũng chả gửi tiền cho ai cả, thì về phục vụ gia đình bọn chúng thôi. Thế thì khi mà bọn chúng đưa ra những lời kêu gọi như vậy thì chúng ta cảm nhận được cái điều gì? Chúng cứ kêu là không gửi tiền về Việt Nam, cộng sản tiêu hết, cộng sản nào tiêu, đúng không ạ? Cộng sản nào lấy của gia đình các anh đâu? Các anh gửi về thì gia đình các anh đến ngân hàng rồi nhận về mà tiêu, chứ ai tiêu? Và cái đó phục vụ cho ai, cho lợi ích chính những người thân gia đình các anh? Cái điều đó chúng ta thấy được cái sự xảo trá, xảo ngôn, hay là cái vấn đề mà dẫn dắt dư luận trong vấn đề này. Thì chúng ta khi mà chúng ta nghe được những cái thông tin đó, chúng ta cũng nhận định ngay những cái đối tượng này như thế nào và cái bản chất ra làm sao. Và cái xa hơn nữa là chúng ta nhìn nhận đi, nếu như thực sự những người đó, đúng không ạ, quan tâm về đất nước, mong muốn đất nước Việt Nam phát triển, mà thực sự là đấu tranh cho người dân Việt Nam, thì các anh nên về Việt Nam, các anh cảm nhận cái không khí hòa bình, đúng không ạ, hạnh phúc của người dân Việt Nam, cảm nhận cái sự phát triển của đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, thì từ đó các anh có thể đưa ra đường hướng đấu tranh. Mà đấu tranh hay nhất là gì? Là các anh đấu tranh cho người dân phát triển, chứ không phải các anh đấu tranh để đưa người dân vào những cái nơi mà dầu sôi lửa bỏng. Cụ thể nhất là trong cái đợt dịch phòng chống Covid cũng vậy. Khi chúng ta làm tốt những đợt đầu tiên á, thì các nước kể cả như là kênh truyền hình của Úc, người ta cũng đã cử phóng viên đi thực tế tại Việt Nam.
để người ta xem có phải là Việt Nam những lần đầu tiên là Việt Nam ca nhiễm rất là thấp, thậm chí là không có, và thực hiện cái việc truy vết cách ly rất là nhanh. Đấy, tỷ lệ tử vong của các nước thì ào ào tăng lên, nhưng Việt Nam chúng ta thì không hề có, thậm chí rất ít. Thế thì cái đối tượng đó nó lại nói ra cái gì? Nó bảo Việt Nam chúng ta là vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền, cách ly thế này thế kia, mà trong khi ngay quốc gia của những cái thành phần đó nó đang ở thì chính cái chính phủ quốc gia đó người ta cũng đang áp dụng. Thậm chí như ở Áo, em có đưa tin đó, Áo người ta phạt luôn, nhưng anh không chịu tiêm vaccine, nhưng anh đi ra đường mà vi phạm quy định về cách ly người ta cũng phạt. Nó tại sao là những cái bài học đó chúng ta có thể tìm hiểu thông tin trên trên các cái phương tiện truyền thông nó đầy ra, nhưng mà nhiều người không tìm hiểu, thế là vội vã một phát là nhảy vào cũng hùa theo những cái đối tượng đó, là cho rằng chính quyền chúng ta thế này, chính quyền chúng ta thế kia đó. Rồi sau khi người dân được tiêm vaccine, và cái việc tiêm vaccine đến ngày hôm nay chúng ta phải thấy được cái sự vận động, đúng không ạ, cái sự linh hoạt sáng tạo trong vấn đề vaccine của lãnh đạo chúng ta cực kỳ tuyệt vời. Bây giờ cái độ phủ vaccine của chúng ta như thế nào thì mọi người có thể cảm nhận được rồi, chúng ta không cũng không bàn cãi ở đây. Thế nhưng khi mà Việt Nam chúng ta đã phủ được cái lượng vaccine lớn, có thể nói là cơ bản, thì lãnh đạo cũng đã thay đổi bằng cách là gì? Bằng cách là nới lỏng dần để cho người dân gì phát triển, tiếp tục quay trở lại buôn bán kinh doanh, phát triển kinh tế. Thì các cái việc mà ca nhiễm nó tăng nó là chuyện bình thường thôi. Thế nhưng các đối tượng này cũng cho rằng ở Việt Nam không biết cách chống dịch. Đó là cái ví dụ chúng ta đưa ra để thấy được là gì. Đối với những đối tượng này thì dù chúng ta có làm vấn đề gì đi chăng nữa thì trong mắt những đối tượng đó đều là xấu hết. Bởi sao? Bởi vì chúng đã chống phá nhà nước bao nhiêu năm nay rồi. Thì không lẽ chúng lại đi khen Việt Nam làm tốt à? Không bao giờ có điều đó, và cái tư duy này của các đối tượng này nó sẽ không bao giờ thay đổi. Nó chỉ thay đổi khi nào? Khi nó biết được thực ra bản chất của các cái tổ chức ấy và các cái cá nhân lợi dụng, chính ngay cả cộng đồng ngoài ở nước ngoài cũng lợi dụng thôi, thì lúc đó người ta mới có sự thay đổi. Và tấm gương điển hình nhất thì chúng ta thấy cũng có khách mời đã từng lên kênh của chúng ta, thì cái việc nêu tên cá nhân thì không tiện nên em không có nói. Thế nhưng mà chúng ta có thể tìm hiểu chúng ta biết thôi, đúng không ạ? Rất rõ ràng. Và có thể nêu một cái ví dụ cụ thể đó là gì? Đông Tà. Đông Tà là ai? Là đối tượng đã tham gia cái tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, cái tổ chức khủng bố của Đào Minh Quân này. Thì cũng đã rời đi rồi, Quách Thế Hùng, rồi Tuệ Lan đầy ra đấy, mọi người có thể lên tìm hiểu, đúng không ạ? Thế tại sao lại rời đi? Là liên quan đến vấn đề kinh tế. À, lừa đảo người ta, rồi góp vốn, rồi thành lập công ty thế này thế kia, cái tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, các ông đăng ký kinh doanh hay là cái công ty hoạt động thế này thế kia, chứ đâu phải là một chính phủ hợp pháp đâu. Người ta lấy tên như vậy thôi. Thế nên là nhiều người nhẹ dạ cả tin thì bị các đối tượng này lợi dụng, và chúng lợi dụng không riêng những người trong nước và kể cả những người nước ngoài cũng bị lợi dụng. Cái điều này nó hết sức đáng tiếc đối với những người vẫn còn tư duy cho rằng Việt Nam thế này, Việt Nam thế kia. Khi các anh không trở về nước thì các anh không cảm nhận được cái điều đó. Và rất nhiều người trước đây đã từng có những hành động chống phá rất là quyết liệt, ví dụ như bác Đức Đầu Bạc chẳng hạn, đúng không ạ? Hay là ông Nguyễn Ngọc Lập chẳng hạn, đấy là cũng là những người đã từng tham gia hoạt động người ta cũng chống phá. Thế nhưng khi người ta về Việt Nam, người ta biết được cái bản chất thật sự của các anh rồi thì người ta lại có những ý kiến nó khách quan, thì các anh lại cho rằng là ơi, bị cộng sản dụ dỗ rồi bưng bô vân vân cả. Đó là tư duy các anh từ xưa đến giờ. Thế từ từ hỏi chúng ta nhìn vào những cái điển hình đó thì chúng ta tin được ở đâu? Ở những cái đối tượng này. Rồi cái vấn đề nữa là gì? Ở các cái nước này người ta thành lập các cái cộng đồng, đúng không ạ? Thế nhưng cái cộng đồng là gì? Thì cộng đồng chống cộng sản thôi. Chứ còn người dân ngay gốc Việt ở đó, người Việt Nam ở đó, người ta có quan tâm đâu. Rất nhiều trường hợp, ví dụ như cái trường hợp anh gì Bình nữa, em không nhớ đầy đủ, nhưng anh Bình nữa. Anh cũng cũng là người rất là hiền lành mà có phóng, bây giờ chúng ta lên YouTube chúng ta tìm lại cũng thấy kênh đó. Đó là gì? Anh ấy ngủ ở trong xe, anh đi làm về mệt quá, anh ngủ trong xe thì cảnh sát đến hỏi thì anh sợ quá anh bỏ chạy, bị cảnh sát bắn chết luôn. Đó thì cũng có cái cộng đồng nào đứng ra mà đi biểu tình hay là đi đòi lại công bằng cho người gốc Việt đâu, chả có. Các anh toàn mon men làm những cái việc chống phá, rồi các anh lừa những người Việt ở hải ngoại, rồi các anh thế này thế kia. Người ta làm ăn với Việt Nam thì các anh cũng cấm, người dân Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài các anh cũng chê bai. Thế thử hỏi các anh vì cái gì? Các anh chả vì cái gì cả, ngoài cái mục đích của các anh đó là chống phá, mong cho Việt Nam lúc nào cũng bất ổn, lúc nào cũng nghèo khổ, rồi mong cho Việt Nam sụp đổ. Đó là cái điều mà
chúng ta có thể nhìn nhận nó rất rõ ràng, chứ nó không có gì cả. Nếu như mà chỉ cần chúng ta theo dõi và chúng ta đưa ra cái sự phân tích rất là đơn giản, chúng ta có thể hiểu được ngay những bản chất của những cái đối tượng này, cũng như các cái tổ chức mà thường xuyên lên án hay là phê phán Việt Nam chúng ta về vấn đề này, vấn đề kia, trong khi ngay tại quốc gia đó, người ta đóng quân, đóng cái trụ sở ở đó thôi, thì cái quốc gia đấy cũng đầy những cái vấn đề mà mặt trái của xã hội, và chính phủ người ta cũng đã giải quyết được hết đâu. Thế nhưng người ta không hề lên tiếng, thì chúng ta có thể thấy được thôi, người ta hoạt động cũng phục vụ cho một quốc gia hoặc một tổ chức liên minh nào đó, nhằm giữ cái thế gọi là độc tôn trên trường quốc tế, muốn là mình lúc nào cũng là bá chủ, là đứng nhất nhì thế giới, chỉ đạo nước này, chỉ đạo nước kia, tạo ra những cái chính phủ bù nhìn tay sai. Và ngay cả cái chính phủ gọi là Việt Nam Cộng Hòa trước đây ở Việt Nam đó, chúng ta có thể thấy thôi, cái chính quyền đó không có thực quyền. Và ngày hôm nay là những ngày tháng tư lịch sử, thì các cái đối tượng này, các cái tổ chức này nó càng chống phá, thì chúng ta cũng không thấy gì làm lạ cả. Thì cũng mong khi mọi người tham gia không gian mạng, chúng ta đưa ra những phân tích, nhận định cho nó chính xác, và chúng ta có những ý kiến phản hồi. Dĩ nhiên cũng không khuyến khích mọi người là đôi co với những cái thành phần đó, hoặc có những cái lời lẽ nó không phù hợp. Thế nhưng chúng ta làm sao vừa lịch sự, đúng không ạ? Chúng ta con người, chúng ta bây giờ đang sống tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà, chúng ta phải thể hiện cho người ta biết đó là con người ở nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, thì người ta lúc nào người ta cũng văn minh và lịch sự, chúng ta trao đổi. Còn dĩ nhiên đối với những cái thành phần mà không thể cải tạo được đấy, chúng ta cứ nói vậy, thì chúng ta có nói gì thì cũng bằng thừa thôi. Thì chúng ta hãy dẫn chứng bằng những hình ảnh cụ thể, những cái hành động cụ thể của ngay chính cái chính quyền Việt Nam Cộng hòa ngay đó, người ta đối xử với những người có quan điểm trái chiều như thế nào ấy, và hiện nay ở ngay tại quốc gia của các anh đó đang sống ấy, thì nó có những cái vấn đề gì, chúng ta cứ đưa thẳng thắn lên để cho các anh nhìn nhận. Chứ còn dĩ nhiên là những cái thành phần này thì nó ăn sâu vào ấy rồi, ăn sâu vào tiềm thức rồi, nếu mà để mà gọi là để mà trao đổi, để mà cải tạo, hay là để mà cho các anh nhìn nhận nó khách quan thì khó lắm. Bởi vì người ta đã bẩm sinh, người ta đã như vậy rồi, thì chúng ta chỉ có gì, chúng ta chỉ có khuyến cáo thì không đúng, mà chúng ta cũng chỉ nêu lên quan điểm cho những người mà đang còn mập mờ, chưa hiểu rõ vấn đề đó, thì có thể tìm hiểu rõ hơn, để chúng ta có thể phân định đó, chúng ta có phân định và chúng ta bóc tách những cái đối tượng đó ra, thì chúng ta sẽ yên tâm một điều là những cái thành phần này cũng chả làm gì đất nước Việt Nam chúng ta được đâu. Với cái bản chất gọi là bản chất của ngoan cường đấy, tự lực cánh sinh của Việt Nam chúng ta, thì dù khó khăn nào thì chúng ta cũng sẽ vượt qua cả thôi. Thì cũng hy vọng là mọi người tỉnh táo ở cái điểm này, thì em xin chia sẻ thêm là như vậy. Cảm ơn anh và mọi người đã lắng nghe. Ok Trung, cảm ơn Trung rất là nhiều ạ. Xin chào tạm biệt mọi người ạ. Bye bye, xin hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.